Trời. Hình ảnh này thật sự rất thơm. Rất thơm mọi người. Vô. Em là ca sĩ Hà Chi nha mọi người. Vô. 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 Thưa mọi người, bây giờ chúng ta cùng đến với trò chơi được mang tên là cho bé ăn dặm nha quý vị. Nếu như những người mẹ mà chở con mình ra công viên để con mình ăn uống nhiều hơn là phải cho các bé chơi trò chơi để các bé vui vẻ trong người rồi các bé mới ăn nhiều. Thì bây giờ Lâm sẽ quá thân thành người mẹ, ẵm hai đứa con của mình lên chơi và Lâm sẽ dụ cho hai đứa con của mình ăn rất là nhiều để tụi nó có sức khỏe thật là cường tráng. Nhi. Dạ. Sao con buồn vậy? Sang chấn. Sang chấn hả? Rồi, đây. Em ẵm lên. Rồi. Con ơi, bây giờ con nắm cho chặt, rồi con hả họng ra, rồi mẹ đút nghe không? Mẹ đút vào đúng mồm con nha mẹ nhá. Chú bảo vệ, chơi. Chú bảo vệ ơi, hết sức bình tĩnh nha. Hằng, Nhi. Buổi sáng. Nhi. 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 Bên này, Nhi. Nhi. Sao lại? Cho hút đi. Cho con hút. Qua đây, vô ra miệng này. Con bò chém mẹ thôi. Mẹ ơi, mẹ bắn hết lên con bò rồi. Quay lại nè. Vô hẹn không ra. Mẹ bắn lên đầu con bò này kia. Hẹn không ra, hẹn không ra. Vô, vô. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ôi, con bò nó say. Vô. Quay qua, quay qua. Trời ơi. Hình ảnh này thật sự rất thơm. Rất thơm mọi người. Vô. Em là ca sĩ Hà Chi nha mọi người. Vô. 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 Yeah. Hết giờ. Chị Hà Nhi mặt mày lắm lem hết trơn, nhưng mà sữa chua cũng chưa ăn hết. Vậy là một người thất bại rồi. Rồi, bây giờ là tới Lâm nha. Tới mẹ lên đi. Cố gắng lên mẹ. Trời, rồi mẹ lên mẹ sẽ thấy cái cảnh này. Mẹ lớn tuổi rồi, ở nhà ăn đàng hoàng không chịu, mẹ đòi lên bò cưỡi không à. Kẹp cho chắc nha mẹ. Giờ sao, mẹ muốn đi vòng trước thử không à? Thử trước. Thử trước đi ha. Cha, cha. Mình rô đai trước đi ha. Cha. Cho nhanh nhất đi ạ. Lái nó luôn mẹ. Lái mẹ. Lái nó luôn. Lái nó. Mẹ lái nó. Chết. Đút đi ạ. Chưa. Đút. Đút mạnh. Đúng rồi. Ủa đi. Làm quen xíu nữa đi ạ. Không là quen. Thôi làm quen xíu nữa đi ạ. Chết. Mẹ làm quen xíu nữa đi ạ. Ok đi ạ. Ok. Đút chưa mẹ? Đút đi ạ. Mẹ ơi mẹ còn nó không? Mẹ đây con. Mẹ còn nó đúng. Làm miếng cho tỉnh mẹ. Hả? Rồi mới ăn miếng đầu tiên mà đã nhiễu ra hết cả rồi. Tiếp đi ạ. Ổn không mẹ? Ổn mẹ ổn. Con này hơi thương mẹ rồi. Đúng rồi, con phải nhét nguyên cái chén vô liền. Nhưng mẹ là phải. Đúng rồi. Ok nha. Ok. Ok không mẹ? Mẹ ok. Mẹ mẹ ăn bằng miệng nha, không phải ăn bằng mũi mẹ. Mẹ. Ủa? Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. 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 Ôi, ngậm mẹ, ngậm luôn mẹ. Ok đấy mẹ. Làm sao? Mẹ của mình thật là... Mẹ ơi, bây giờ còn một phút. Mẹ ráng giữ đây một phút nữa. Mẹ sắp về các con. Về các con mẹ ơi. Mẹ, đừng rớt mẹ ơi. Đừng mẹ ơi. Mạnh lên. Chết. Mẹ con chết. Kẹp hai cái chân mạnh vào mẹ. Trời, con phải công nhận luôn á. Mẹ khỏe hơn con bò luôn mẹ. Rất kiên cường luôn ạ. Đuối gì rất, mẹ rất sắc luôn ạ. Trời. Cố lên mẹ ơi. Trời. Nè. Mẹ đứng ngay con bò mà con bò bé hơn mẹ luôn mẹ. Trời, con bò nó mạnh thiệt luôn á trời. Con bò mạnh quá. Bò giống con trâu vậy đó. Rách áo mưa rồi mẹ. Đi luôn cái nón luôn. Ây da. Xin kết quả đi ạ. Mẹ thấy thế nào ạ? Thấy mệt nha.
Mẹ hiểu cảm giác của con chưa mẹ? Ôi sợ quá.